Chào mọi người, chào các anh em vọc sĩ. Hôm nay mình chia sẻ cách sử dụng máy rà đố gỗ. Thì thường là cái vách tường ở bên Mỹ họ làm đó là làm bằng bột. Làm bột, rồi ở ngoài sau là có một cái sườn gỗ. Thì khi mà mình muốn treo tivi hay là treo cái vật nặng gì lên trên vách tường đó, thì mình phải bắt con ốc vít vô trúng ngay cái đố cây thì nó mới chắc. Chứ còn không là khoan trọt lỗ vô trong bột là nó không có chắc, mà nó bị bể bột rồi ra lung tung hết, nó vừa xấu vách tường mà nó vừa không chắc nữa. Thì lý do gì mà mình dùng cái máy này để mình rà tìm cái đố gỗ, kêu là edge finding. Thì cái này ra Home Depot hay là tiệm lâu mua thì giá khoảng chừng 23 cho tới 27 đồng. Cái này mình mua lâu quá rồi cũng không có nhớ chính xác là giá bao nhiêu. Thì ở trong này nó xài bằng pin 9V, pin loại pin vuông ha. 9V. Nếu mà mình xài nhiều á, nhiều thì khoảng chừng mấy tháng năm á, thì mình thấy nó yếu pin, tháo ra thay pin mới. Chứ nhiều khi pin pin yếu quá thì nó báo cũng không có chính xác ha. Đó. Thì đây là cái đây ha, mình đóng trước một cái sàn gỗ. Ví dụ tương tự y như là một cái phòng đi, một cái khung gỗ ha. Thì cái luật ở tiểu bang này á, là nó bắt buộc những cái người mà đóng nhà đó là phải đóng từ cái đố này qua đố này là 16 in. Đó, 16 in. Nhưng mà có một số người ví dụ nó làm ẩu tả, nó không dân không chuyên nghiệp á, nó làm ẩu tả hoặc là nó sợ tốn gỗ đó, thì nó làm từ cái trụ này qua trụ này có thể là 18 cho tới 20 hoặc là 30. Đó, nó vừa không chắc mà vừa không có đúng theo cái quy luật của nhà, thành ra nhiều khi mình lấy thước mình đo để mình bắt lên vách tường á, vàng ốc vít vô là trật lắc hết, không có chính xác được. Đó, cho nên thì đây thì mình đóng cái cây này ha. Cây này dạng ở dưới. Rồi từ bên cái đầu cái mép của cây này. Đó, qua mình tới mép của cây này là 16 in ha. Từ mép cây này qua tới mép cái cây này kế tiếp là 16 in, và từ mép đó kế qua cây cuối kia cũng là 16 in. Thì thường mình đo thước mình cũng vậy. Mình ví dụ mình muốn khoan khoan lỗ hoặc là bắt ốc trên bắt cái gì để treo lên vách tường đó, thì mình cũng đo ha, từ cái góc cạnh của cái phòng đó mình đo ra thì cũng tương đương là giống như 16 in như vậy đó. Rồi mình dùng cái máy rà này nữa mình rà cho nó chắc ăn. Đó. Ok. Để mình quay sao coi. Thì ở đây ha, cái mình câu dây điện nè, cái máy này nó có tác dụng là rà tìm cái đố gỗ ha. Rồi tìm thấy cái sắt ở ngoài sau cái vách hoặc là dây điện để cho mình tránh ra mình không có khoan trúng dây điện, nó sẽ sẹt cháy nhà. Thì đây là cái bóng đèn ha, tạm thời nè, mình câu bóng đèn theo cái dây đó luôn mình để ngoài sau ha. Đó, và mình vẽ cái dấu mũi tên đi, đó là dây điện đó. Rồi mình sẽ quay ngoài sau cho coi nha. Đó, cái vách ngoài sau thì dây điện nó gì đó. Đó, thì ngoài sau vách tường gì đó, nhưng mà khi mà nhà nó làm xong rồi thì nó đâu có chừa gì cho mình thấy đâu ha. Đó, cho nên mình phải dùng cái đồ rà, cái máy rà đố đó để mình biết là cái chỗ cái đố nó nằm ở chỗ nào để mình dễ bắt ốc khoan lỗ mà không có khoan trúng dây điện. Rồi thì ở đây là cái gạch sẵn nè ha, nãy mình gạch sẵn nè, đó để cho dễ hình dung nè ha. Đó, gạch xuống nè. Thì giờ mình sẽ đo thử cho coi là nó có trúng cái đố hay không ha. Rồi ví dụ mình muốn khoan đâu ở vòng vòng khu vực này đi, thì mình đo từ bên trái mình đi qua nè ha. Mình bấm vô nha, bấm cái nút này nè, bấm vô rồi giữ lại luôn. Đó, giữ lại luôn. Rồi bắt đầu mình slide nó đi, mình đi nó từ từ qua. Đó. Đó, rõ ràng không? Thì tới ngay cái giữa cái điểm này nè. Cái điểm ở giữa này đó, nó sẽ báo cho mình biết là ngay cái cạnh của cái đố. Thấy không? Ngay đây. Cái cạnh này. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ ở bên đây mình đi qua. Thấy không? Đi qua thì nó sẽ báo cho mình biết là ngay chúng ngay đây. Đi lên là ngay cái cạnh này luôn. Thì từ đây qua đây đó là mình biết là cái đố nó nằm đây rồi, thì mình bắt ốc ở giữa cái cây này là được. Chính xác, thấy không? Rồi, đo thế nào.
ấm tôi giữ luôn, kéo từ từ qua tới khi mà nó trúng đố thì nó báo. Rồi thì đó là mình gạch bút chì ha, mình lấy bút chì mình gạch đen cái, rồi bên này rào qua đây mình gạch đen cái thì mình biết từ đây tới đây là mình bắt ốc ở giữa là chính xác ngay cái đố cây. Rồi trường hợp trường hợp đây là cái dây điện ha, đó dây điện nè, thì bây giờ mình rà, mình tính ra mình rà thì thường đó là mình hay lấy từ cái điểm này đi lên cái chỗ mà mình muốn khoan lỗ đó, chừng 1 in cho tới 2 in là chính xác nhất ha. Đó thì coi thử coi nó sao. Đó thì bây giờ cái dây điện đó mình để xa khoảng chừng cái này khoảng chừng 4 in. Đó, chừng 4 in thử coi. Đó, 4 in nhiều khi nó báo không có không chính xác ha. Đó, rồi. Khi mà nó bắt được, nó thấy được cái dây điện đó, thì cái đèn này nè, không, cái đèn ở đây nó sẽ đỏ lên, không, giống như cái dấu mũi tên, giống như kiểu mà sấm sét đánh gì đó, cái dấu đó, đó, đèn ở đây nó sẽ đỏ lên, thì mình biết là ở ngoài sau cái vách này đang còn có gần đụng cái sợi dây điện, ha, gần đụng cái sợi dây điện hoặc là có cái miếng sắt ở ngoài sau, đó, đó, không, nó sẽ chớp màu đỏ đó cho mình biết, thì mình đừng có khoan gần ngay cái chỗ đó, rồi mình thả ra mình kiểm tra tiếp qua đây. À, cũng có dây điện luôn. Rồi thả ra mình ấy tiếp, mình dò tiếp. Cũng có luôn. Đó thì rõ ràng là cái sợi dây điện nó nằm ở trên nè đúng không? Nó nằm ngang nè. Đó, rồi khi đó mình rà đứng, rà chiều đứng xong xuôi hết rồi mình rà chiều ngang. Đó, mình rà chiều ngang cũng vậy luôn. Đó, chiều ngang nó không báo nữa ha. Đó. Rà dưới lên rồi trên đi xuống. Này xuống này nó không báo nè. Đó, mình rà trên đi xuống ở dưới đi lên cho nó chắc ăn. Đó, không thấy đố gỗ ha. Đó, không có đố gỗ, nhưng mà đây là cái sợi dây điện. À, gần khu vực đây có sợi điện thì nó sẽ báo cái điện lên. Đó. Rồi. Không thể được. Có sợi dây điện ha. Rồi đó thì nó chỉ vậy thôi, nếu mà mình khoan thì đó mình cứ tính gì ha, cứ từ bên cái góc này đo qua tới đây 16 in gạch một cái ha, đó rồi đo qua 16 in mình gạch gạch một cái để mình làm dấu, thì mình muốn khoan bắt ốc trong cái khu vực đó đó, đó trong khu vực đó thì mình khoan, mình sẽ dùng cái rà này mình rà ha, kiểm tra để không có vướng dây điện hoặc là rà trúng cái đố đó, thì mình gắn cái tivi lên nó vừa chắc mà nó không ấy nữa. Mình bắt một con ốc vít vô là chính xác một con, thấy không? Bắt hai con là chính xác hai con, chứ không phải là bắt lộn trật rồi nó sẽ bị nhiều cái dấu 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 đinh á, dấu đinh bể rồi này kia lung tung. Đó, hồi xưa là mình chưa biết xài cái máy này là mình khoan cũng dễ bị trật lắm. Tính ra cũng 7 8 lỗ như vậy một bên á, 7 8 lỗ như vậy nè, trật lắc hết á. Đó, nó không có trúng, thành ra là mình đo như vậy là chính xác nhất ha. Đó, dùng cái này đo thì tính ra mình xài cái này khoảng chừng 90% chính xác. Đó, hồi xưa tới giờ chưa bao giờ mà khoan cái lỗ trúng sợi dây điện nha. Đó, mà rà đố đồ này kia thì chính xác tới 90%. Đó, có khi ngoài sau cái đố nó đóng lung tung á, nhiều khi nó đóng ngang đóng dọc đồ lung tung, thành ra mình nó báo lung tung thì mình ấy thôi. Mình treo cái tivi lên thì mình khoan, mình bắt đinh vít lên nhiều khi nó chật tí xíu. Rồi video tôi tới đây là hết, chào hết mọi người nha. Bye.